Chào cả nhà, tiếp theo mình lại giới thiệu về những cái tài nguyên để chúng ta có thể dùng để hỗ trợ cho việc giảng dạy của bộ Everybody Up. Thì bộ này khá là phong phú, nó có cả những cái poster thì chúng ta có thể mình có thể mở bằng phóng to cái poster lên màn hình và mình có thể hỏi học sinh. Ví dụ như bài hôm nay học về color thì có thể cho một số bức tranh và chúng ta có thể hỏi về những cái nó có hướng dẫn cho mình nè, ví dụ như what color is this hoặc là is this gì đó, trả lời yes no thì cho các bạn trong hoạt động luyện nói cũng rất là hay. Bên cạnh game đó là bộ này nó có rất là nhiều bài tập review worksheet thì chúng ta có thể dùng để in ra cho học sinh làm mỗi khi kết thúc bài học, hoặc là những bài kiểm tra, những bài test, rất là nhiều tài nguyên như là như thế. Và bên cạnh đó thì nó còn có cả những cái phần dạng câu hỏi speaking hay là những cái bài của đề thi chứng chỉ Stutter, Mover và Liar nữa. Thì mình có thể in ra thêm cho học sinh làm, hoặc là những cái bài làm bài kiểm tra cuối khóa, hoặc là test đầu vào cũng được. Ngoài ra thì bộ này mình còn có file tập viết, thì bạn có thể kết hợp rất là nhiều tài nguyên cho trung tâm của bạn hoặc là cho lớp học riêng của bạn thành công nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại những lớp tiếp theo.